ngày này 3 năm trước mình mới vô bệnh viện làm, mà mới đó đã 3 năm rồi. Nhanh quá. Ba, hôm nay là ngày giỗ của ba. Con và mẹ anh tới thắp nhang cho ba. Chút nữa thằng Minh cũng sẽ tới. Ba nhớ phù hộ cho tụi con được mạnh khỏe nha ba. Phù hộ cho thằng Minh sớm tìm được người yêu, để có người ở bên cạnh lo cho nó. Những gì con hứa với ba, con đã thực hiện được. Thằng Minh bây giờ đã trở thành một bác sĩ ngoại khoa rồi đó ba. Ông rước tiền tôi thì tôi đánh ông. Công an tới. Đánh người. Ba ơi. Ba có sao không vậy ba? Ông làm cái gì vậy hả? Ba làm cái gì mà thiếu nợ người ta? Ba có sao không vậy ba? Ba làm gì ba thiếu nợ vậy ba? Tôi không thể nào ở lại cái nhà này nữa. Hai thằng con ông cũng đã lớn rồi, tôi để lại cho ông nhờ. Kể từ bây giờ, cha con ông cứ coi như tôi đã chết rồi. Ủa, mẹ? Mẹ đi đâu vậy mẹ? Mẹ phải đi làm ăn xa. Thôi, hai đứa con ngủ tiếp đi nha. Mẹ, mẹ. Mẹ đi đi. Mẹ. Mẹ ơi, Minh. Ba. Ba ơi ba sao vậy ba sao vậy ba con, ba ơi ba con gắng lo ăn học và lo em con ăn học tại nhà anh em. Ba đừng bỏ tụi con mà ba. Con hãy ba ơi biết dạ. Yêu thương con. Nhau con biết rồi ba, con biết rồi ba ơi, con hứa với ba là con sẽ lo cho em mà ba tỉnh lại đi ba ơi. Mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Để cho mẹ đi mà. Mẹ đừng có níu kéo mẹ. Mẹ đừng bỏ con mà. Buông mẹ ra. Mẹ buông mẹ ra. Mẹ đừng có đi mà. Mẹ nói là con buông mẹ ra. Đừng bỏ con mà mẹ. Vô đi. Chú đừng có bắt mẹ con đi mà chú. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Không sao đâu. Đừng có khóc nữa. Anh lo cho em được mà. Mẹ ơi. Con trai mà khóc hoài vậy hả? Đúng là quả vô đơn chí mà. Tự nhiên giờ trở thành trẻ mồ côi vậy đó. Nhà cửa cũng không, cha mẹ cũng không. Tôi thấy hai anh em nó mà tôi đứt ruột luôn vậy đó. Ông, hay là tôi tính về nhau. Sao? Dì Dượng à, con sẽ nghỉ học để kiếm tiền, để lo cho nó. Với lại con đã hứa với ba con là sẽ nuôi nó ăn học đàng hoàng rồi. Có ai giành đâu. Nhưng mà giờ về đi. Tụi con á, nói gì thì nói, tụi con vẫn là đứa con nít. Phải có người lớn ở bên cạnh tụi con mới được. Nhà cửa bây giờ cũng bị lấy lại, mà hai đứa còn nhỏ như vậy, ai mà dám cho tụi bay thuê mướn nhà đây. Thôi bây giờ vậy nè, bên nhà dì rộng, hai anh em á về nhà dì đi. Rồi con muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, để cho thằng Minh nó tập trung nó học hành không con? Dạ, con cảm ơn dì Dượng. Nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết trơn á. Nhà ta cũng nghèo chứ không có giàu có gì đâu. Ai làm lấy ăn thôi, cho nên không phải ngại ngùng gì hết trơn á. Chẳng qua là thấy tụi bay còn nhỏ quá, cho nên phải giúp đỡ vậy thôi. Ông, tôi thấy thằng Hào nó cũng lớn rồi, ông coi coi có việc gì dễ không, cho nó làm phụ. Còn thằng Minh á,
là phải học tiếp nghe không? Nó học hành giỏi giang như vậy, bây giờ mà để cho nó nghỉ là uổng lắm nghe không con? Thôi quyết định vậy đi. Thiệt nhìn hai đứa mà sao dì thương quá. Ờ nè con, cho hai bạn ở chung nhà cho vui không con? Dạ. Vậy con xin cảm ơn dì Dượng trước. Sau này con kiếm được việc làm tốt, con sẽ cố gắng dành dụm để ra thuê nhà ở riêng. Con không dám làm phiền dì Dượng nữa. Dạ con đòi ơn Dượng. Con đòi ơn Dượng. Thôi. Bây giờ cần lo trước mắt là cái vụ này nè. Làm sao là giúp mấy con nè. Còn cái chuyện sau này sao tính sao đi ha. Về đầu tính tới đó thôi, đi. Thôi được rồi, đi về nhà nghỉ. Thôi đứng dậy. Đi con. Dạ. Đi đi. Minh, em tới rồi anh hả? Hai, sao mày đâu anh? Vậy? Xe Minh bị hư, sửa xong mới tới được nè. Ba, thằng Minh hôm nay có thể tự đứng trên đôi chân của mình được rồi. Cho nên con xin phép ba cho con được thực hiện lời hứa của con với Mai Anh nha ba. Con với Mai Anh trong thời gian tới sẽ tổ chức đám cưới. Sao? Từ trước tới giờ em không nghe nói tới chuyện cưới hỏi này. Thì giờ nói rồi nè. Vì vậy bây giờ em đã đủ lông đủ cánh hết rồi, em có thể tự quyết định cuộc đời của mình mà. Mà dù sau này anh hai của mình có lấy vợ thì đối với anh Hào thì mình cũng là một người em trai yêu quý của ảnh. Không ai có thể chia sẻ tình cảm hai anh em được đâu. Đúng rồi đó. Mai Anh có biết là từ lâu mình đã thầm yêu Mai Anh không? Đúng rồi, tối nay em có nấu lẩu, anh với lại Minh qua ăn luôn nha. Tối nay mình phải đi sinh nhật của anh bạn đồng nghiệp rồi, để khi khác đi. Vậy để hôm khác cũng được. Mà ngày mai cũng là sinh nhật của Minh rồi đó nha. Minh thích ăn gì để mà anh đi chợ nấu. Thôi, nấu nướng gì cho mất công vậy. Ra quán kêu gì ăn rồi uống vài ly là được rồi. Vậy cũng được.